phần thi khởi động rồi. Khởi động để chuẩn bị cổ vũ cho Nip rồi. Vâng, như vậy trận đấu đã bắt đầu rồi. Sorry anh em, Mải đang Mải chờ donate quá, sorry anh em. Và chúng ta trở lại trận đấu với Nip đang có 1-0 rồi. Vâng, bây giờ thì Nip có làm hay không đây? 1-0 cho Nip rồi. Cần phải cổ vũ cho Nip. Mạnh mẽ lên nào anh em. Vâng, cố lên. Cố lên. Nip đang hầu rất lâu không bom xe B. Và giờ thì Forest đang đối đầu Deepfoke. Và bây giờ, ui giời ơi. Vâng, Deepfoke kề trước nhưng Forest chỉ với hai viên AK thôi. Bây giờ thì Forest đo đắp một kill cho Forest rồi. Phát hiện đối phương chưa có chip một kill. Và Forest bị bắn yếu. Ba máu đến từ vị trí của Forest. Forest đang lùi lại, ngay lập tức Exit đẩy lên. Và chúng ta xem Exit làm gì. Vâng, Angen chỉ còn 8 máu. Exit nằm xuống, Exit kết thúc được Angen rồi. Bây giờ thì tiếp tục rake hạ của cua xích một cách dễ dàng. Chỉ còn lại một mình Isa mà thôi. Vâng, tỷ số sẽ là 2-0 cho các thành viên team NIP. Bây giờ thì Isa bị đang gục bởi Exit và đào thắng thứ 2 thuộc về các thành viên team NIP. Vâng, bây giờ chúng ta phải mạnh mẽ cổ vũ cho các thành viên team NIP để họ chiến thắng mặt tiêu này. Vâng, thắng đậm và lại under một lần nữa. Rất là đơn giản. Tỷ số với là 2-0. Dành cho thành viên team NIP. Và bây giờ thì đang đúng bỏ ra đến từ Forest. Forest đang bắn rất bay trận đống em này. Vâng, Forest phát hiện ra một player đối phương rồi. Bây giờ chuẩn bị đấu súng. Vua Xích đẩy ra, Vua Xích hạ gục được Draken với một khẩu P2000. Forest đổi mạng rất nhanh, Rick kết thúc được Vua Xích rồi. Bây giờ đẩy vào, Exit, vâng bắn lỗi, nhưng Exit vẫn có được một mạng. Tiếp theo thì Rick phát hiện đối phương, và đó là một quả bom lửa rất hay từ vị trí của Rick. Và Deepfoke là người nằm xuống, 3-0 cho anh viên tìm Nip một cách dễ dàng. Và bây giờ thì Hellraiser sẽ có một round full buy. Vâng, Hellraiser bây giờ sẽ có một round full buy. Ba không. Và giờ cái viên team Hellraiser họ đang up khá là cố khi mà họ đang yếu súng và yếu bom. Chúng ta xem Draken. Vâng, bây giờ thì Draken có một mạng của Angen rồi. Tôi không hiểu được Angen đang định làm gì từ vừa rồi. Anh nấp vào sau đó anh lại đẩy ra. Vâng, một tình huống di chuyển có thể nói là rất là bất ngờ đến từ Angen. Và giờ cái viên của team Hellraiser họ mất người từ sớm. Đang bắn solo CB. Một mình Draken đang là người fake bom xe. Các bạn thấy rất khó chịu vào fake bom vừa rồi. Nip họ bắt đầu đẩy ra, đang muốn đánh bom xe B từ team Nip. Sẽ có một flash đến từ Exit và các thành viên còn lại sẽ đẩy ra. Bây giờ chúng ta xem, Nip đang đánh rất đơn giản ở khu bom xe B rồi. Tràn ra bom xe B, bắt đầu lại tiêu đầu súng Zero có được mạng. Nằm xuống ngay bởi ghét này, 4-3. Vâng, bom sẽ đạt thành công, một tiếng đặt bom đẹp. Draken đang góc kề trước nhưng Isa là người móc được ladder. Bây giờ thì Draken cần phải cover lại. Nhưng rất may anh đang có Exit là người back up lại cho anh. Thành viên của team Hellraiser có vẻ thì họ không muốn đi tích bom. Họ quyết định xếp súng rồi. 4-0 dành cho team NIP. Tỷ số bên là 4-0. Những ra thắng có thể nói rất dễ dàng đến từ thành viên của team NIP. Nip có cho mình ra thắng thứ tư rồi. Bây giờ thì các viên team Hellraiser họ sẽ cố gắng up cố. Mình đoán là như vậy. Không phải là một thứ up cố, mà đây là một thứ fog buy mà thôi. Rõ ràng là Hellraiser họ vẫn đang bắn rất cẩn thận. Và chúng ta xem Nip họ sẽ làm gì đây. Draken đang có phong độ rất tốt trong ngày thi đấu ngày hôm nay. Và cả Forest cũng vậy. Vâng, các thành viên team Nip họ đang chiếm cụ trong B khá là bài bản. Và bây giờ thì họ lại đánh B một lần nữa rồi. Lại đang đi 4B. Có vẻ như Nip họ đang đánh B khá là nhiều từ đầu trận giờ. Bây giờ thì set up bomb xe B. Quả smoke chèn mid từ rất sâu. Và bây giờ thì chuẩn bị nhảy xuống. Chúng ta đang xem Zero góc kề trước. Bây giờ thì Zero chưa có mạng, một mạng cho Zero. Vua Xích cả cũng Exit rồi. 5-3.
lợi thế đang thuộc về cái biển của team Hellraiser. Và của Six có double kill. Một round đấu với Nip họ đánh khá bài bản, nhưng cuối cùng thì bây giờ thì họ đang rơi một cái thế rất là khó khăn. Và chúng ta hãy xem có flash ném ra. Bây giờ một mạng đến từ Get Rai, 2v4. Như vậy Get Rai, Get Rai nằm xuống về 0 rồi. Giờ chỉ lại một mình Raken mà thôi. Vâng, Raken đang cố gắng. Đây là một sự cố gắng đến từ Raken, nhưng cơ hội cho anh đang là rất thấp. Có lửa ném vào, Raken hết sạch hy vọng thì cũng cố gắng cứu bom này rồi. Và round thắng đầu tiên sẽ thuộc về team Hellraiser. 1-4 dành cho team Hellraiser rồi. Tỷ số bây giờ là 1-4. Cái viên team Hellraiser họ vừa thắng một cái round đấu có thể nói rất quan trọng. Nip họ đang đánh bom CB quá nhiều. Đó là vấn đề mà họ gặp phải. Có lẽ họ nên đánh thoáng bom ra hơn. Bây giờ bắt đầu đấu học. Raken nằm xuống với War Six rồi. Các thành viên từ Nip họ đang bất ngờ từ khá sớm. Và bây giờ thì họ đang muốn đẩy cuối. Chúng ta hãy xem. Vâng, đẩy qua smoke và như vậy là Get Rai. Không phải là Get Rai mà đó là mạng dành cho Get Rai rồi. 4v4. Exit ném ra một quả bom lửa rất khó chịu. Và bây giờ thì Forest đổi được một mạng trước khi nằm xuống với Isa. Get Rai đẩy qua smoke. Get Rai có double kill rồi. Di chuyển rất này. Bây giờ là Get Rai bắn hiếu War Six. Đó là triple kill ngay của Get Rai. Một tình huống spawn qua smoke. Và có lẽ là tôi không thể hiểu được Get Rai tại sao nó có thể biết được thành niên War Six ở đó nhở. Một tình huống Get Rai spawn qua smoke headshot bắn chết luôn War Six. Và bây giờ thì Get Rai đâu xuống rồi. Như vậy là Exit là người cuối cùng hạ gục đi Isa, đem về round thắng thứ 5 thành thành viên team NIP. Giờ thì Hellraiser họ vẫn đủ tiền có thể full buy round tiếp theo. Đây sẽ là key round trận đấu. Hellraiser thua round này thì khả năng cao họ lại giống như kịch bản ở trận đấu trước mà thôi. Tỷ số đang là 5-1 cho nhóm thành viên team NIP. Deepfox đang bắn một khẩu USB, các bạn nhìn thấy không? Thanh niên Deepfox đang bắn một khẩu USB, các bạn biết sao không? Deepfox đoán là thằng War Six thì sớm muộn cũng chết rồi. Nên bắn USB tí nữa rình rình nhặt khẩu ọp của thằng War Six rất là cuộc đời tươi đẹp luôn. Các bạn nhìn thấy War Six bắn ọp không giáp. Deepfox đang chờ đợi. War Six đang ở đâu? Như vậy là War Six ở B và War Six vừa có em trai Frag khi hạ gục thành công Drake rồi. Như vậy War Six chưa nằm. Nip sẽ gặp khó thì này. Raken đẩy ra, Raken đổi được một mạng Isa. Bây giờ Raken có đâu kia rồi. Bắn USB bố mẹ à. Get Rai nằm xuống với Angen. Một góc đứng có thể nói rất dị của Angen. Và rồi Zero đang là người duy nhất đứng trong bom mà thôi. Một đòn bắn khá tốt cho bây giờ thì Forest nằm xuống bom rồi. Vâng, như vậy chưa có mạng dành cho Exit. Và Raken vẫn đang cố gắng. Các bạn thấy các thành viên của team Nip họ đang chậm lại. Bom đang rơi khá là khó. Hellraiser đang bách vào bắn 200 bom xe à. Raken cần phải tỏa sáng thứ này. Đang làm thứ 2v3. Và Exit đang kê móc. Và sau đó Exit mới đưa ra một quyết định cho mình riêng mình. Giờ sẽ làm chúng bỏ vào đến từ Exit. Trong bom đang là vị trí của Zero. Bây giờ thì Exit ném quả lửa không cho mid ra. Tiếp tục một flash ném vào. Exit đang đẩy ngược ra. Chúng ta sẽ xem Raken. Raken đang di chuyển rất khó chịu. Và bây giờ thì Exit bắn yếu đến Zero rồi. Exit nằm xuống rồi. Giờ chỉ còn lại một mình Raken mà thôi. Lửa ném trong bom. Bây giờ thì Raken đó là một triple kill cho Raken rồi. Vâng, Raken vẫn đang rất cố gắng. Và bây giờ thì Raken, như vậy Raken nằm xuống với Angen. Và round thắng thứ 2 thuộc về viên team Hellraiser. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một key round tiếp theo của trận đấu. Lần này thì Hellraiser họ thực sự khá là yếu tiền rồi. Sau cái round thắng vừa rồi họ cũng mất đến 3 súng. Và giờ thì Nip sẽ làm gì đây? Vâng, họ có một round full bài. Key round trận đấu ngày hôm nay. Và Nip họ cần phải ăn được cái round đấu quan trọng này. Rõ ràng là như vậy. Số tiền của team Hellraiser đang còn lại là rất ít. Nếu thua round này thì họ sẽ chỉ có khoảng 1.000 tiền thôi. Và như vậy Raken cũng dùng em trai Frag rất dễ dàng. Bây giờ thì Raken di chuyển rất khó chịu cùng tàu 6. Như vậy chưa đổi được mạng dành cho War Six. Vâng, War Six có được một mạng của Drake rồi. Vẫn đang là những tình huống lèo trèo. Và Raken có double kill. Đây là một cuộc đấu họp đến từ hai offer. Xít ra của War Six, Raken nằm xuống. Tiếp tục thì Deepfox có được mạng Get Rai. Deepfox có double kill. Forest đổi được mạng của Zero. Forest biết là Deepfox rồi. Vâng, đây là một chúng bỏ chiều đến từ hai player. Và bây giờ thì Forest, đó là double kill ngay cho Forest. Và round thắng thứ 6 đã thuộc về thành viên team NIP. Giờ thì Hellraiser rất yếu tiền. Vâng, với số tiền này khả năng rất cao Hellraiser sẽ bị cô đến 2 round. Nip có cho mình round thắng thứ 6. Một tình huống thắng key round rất quan trọng.
quyết định không eco, đây là một quyết định bùn bài đến từ thành viên của team Hellraiser rồi, không phải là một round eco, khá là cục xúc trong round lần này, không còn gì để mất. Rõ ràng là Ken đang tình huống đi chợ bom xe à, và tôi đang nhìn thấy lại hình ảnh của vâng, bây giờ thì Warsix có được mạng của Raken với mức khẩu SNG05. Trong đó thì Ken đang muốn một tình huống đẩy cuối. Vâng, lần này thì Raken không có tình huống phất bích rồi. Trong đó Exit đang ok, có thể nói rất đẹp. Chúng ta xem Zero. Zero với Exit đang tình huống đối đầu. Vâng, ai tò mò hơn. Zero vẫn đang kê rất chỉ. Bây giờ thì Exit, Exit có check hay không? Chúng ta sẽ xem. Exit, bây giờ thì Exit, Exit hạ gục thành công Zero. Một vài headshot của AK rất hay từ Exit. Bây giờ thì Exit đang cố gắng ném lửa. Vâng, ném lửa đuổi Isa ra. Bây giờ thì lửa ném ra rồi. Thêm khoảng lát nữa, Isa có ra hay không? Lát trúng rồi. Bây giờ Isa, vâng như vậy Isa vẫn chưa ra, vẫn đứng ở trong lát đờ, đó là Isa. Bây giờ thì Rex bắn yếu được Warsix. Rex đẩy vào. Isa đang rất bị lợi. Isa có được một mạng Exit, nhặt được khẩu AK rồi, quá nguy hiểm. Isa đẩy ra, Forest nằm xuống. Bây giờ thì Rex đổi được mạng Warsix. Getai là một thứ bỏ trườn, rất bất ngờ từ Getai. Biết được Getai nghe thấy đối phương. Getai, đó là một mạng của Getai rồi. Bây giờ người nằm xuống tiếp theo đó là Isa. Giờ chỉ còn lại một mình đi bông rồi. Bây giờ thì Getai phát hiện ra đối phương rồi, di chuyển rất khó chịu. Và như vậy là Getai có double kill để đem về round thứ 7 cho anh viên team NIP. 7-2 cho team NIP rồi. Vâng, các anh viên team NIP họ ăn được cái key round tiếp theo. Và giờ thì Hellraiser rất yếu tiền mà họ bắt buộc phải pull eco. NIP biết điều này, họ đang lên cho mình hai khẩu Mark 10 đến từ vị trí của Draken và Forest. Vâng, Draken và Forest có cho mình hai khẩu Mark 10. Và giờ thì bộ đôi này sẽ làm gì đây? Đây sẽ một đúng càn rất nhanh đến từ các anh viên của team NIP. Họ sẽ phi nhanh, đây là một đúng rất bê rồi. Ta tích người Nga được lên ngôi, rất thẳng bom xe bê. Forest là người đi đầu với một khẩu Mark 10. Exit là người duy nhất kê bài tờ rồi, chỉ có một B và Bách B 2B rồi. Vâng, sẽ làm đúng vì rất nhanh. Bây giờ thì hốt eco, một mạng đến từ Rex. Người nằm xuống rồi Zero. Bây giờ thì Deepfong sẽ làm gì? Deepfong bị hạ gục bởi Raken cách dễ dàng. Đẩy vào mid rất nhanh từ Forest và không thể chạy đi đâu được đến từ vị trí Warsix. Bây giờ Forest có double kill. Một tiếng hốt eco chỉ người nhanh hơn là người có mạng. Và đó là triple kill cho Forest với khẩu Mark 10. Rõ ràng khẩu Mark 10 là một khẩu súng hốt eco có thể nói là rất là tuyệt vời. Và cách biệt team NIP có cho mình round thắng thứ 8. Bây giờ thì Hellraiser full bài, nhưng họ không đủ bom. Và sẽ lại là một kỳ round nữa. Nếu mà thua round này thì khả năng tỷ số rất cao sẽ là 12 cho team NIP. Vâng, trận đấu này đang diễn ra có thể nói rất giống trận đấu trước. Mọi kịch bản nó đang lặp lại. NIP lại tràn vào mid nữa chăng. Lần này thì họ chỉ ném bom chứ họ không tràn ra. Và Getai đang góc kê, các bạn nhìn thấy góc kê Getai đang khá an toàn. Nip họ đang chủ động kê, họ không quá vội vàng, không còn là những tình huống phi nhanh đến nữa rồi. Và bây giờ các anh viên team Nip họ có lại quay về đánh B một lần nữa hay không? Không, họ đang gây áp lực ở khu bom xe B, sau đó họ có ý định về đánh bom xe A rồi. Vâng, Raken đã nhìn thấy đối phương. Và đây là Raken sẽ gọi hội. Có một tiếng stack đến từ một player để hỗ trợ cho Raken từ này. Khả năng rất cao như vậy, và chúng ta hãy xem tình huống xử lý của Raken. Vâng, không có stack rồi. Những tình huống di chuyển của Raken là rất khó chịu, các bạn nhìn thấy. Nhảy check và phát hiện ra nóc tổ 6 khiến cho đối phương không thể đứng được ở nóc tổ 6. Và bây giờ các team NIP họ đang vào vị trí ném bài. Đây là một đúng setup bom xe A đến từ team NIP. Họ biết rằng đối phương không có bom, họ đang chuẩn bị ném bài bom xe A. Vâng, như vậy smoke và flash ném ra rất nhiều, bắt đầu tràn ra bom xe A đến từ team NIP. Và chúng ta xem, bây giờ đó là một mạng đến từ Exit. Isa nằm xuống rất dễ dàng. Getai ở cuộc Warsix thành công ở khu vực cuối đầu xong. Tiếp tục thì là Raken có được một mạng của Argen. Và giờ thì chỉ còn lại hai player đó, Deepfox và Zero sẽ làm đúng cố gắng xếp súng đến từ bộ đôi bom CB mà thôi. 9-2 các anh viên team NIP. Vâng, có vẻ như NIP họ đang không cho đối phương thở trong cái map thiếu ở trên này. Kịch bản đang diễn ra y hệt như map thiếu trước. Giờ thì Rex sẽ đang không tìm góc vào, và chúng ta xem Rex. Rex nằm xuống với Deepfox rồi. Bây giờ thì Deepfox sẽ đối đầu với Forest. Vâng, Forest gọi ghét này, sẽ mở giải solo mở rộng ở đây. Chúng ta xem bộ đôi này sẽ làm gì đây. Móc thẳng với CD Bay đến từ Exit.
Dần exit đang nhà. Bây giờ exit, đó là một mạng của exit rồi. Zero nằm xuống, đẩy qua smoke không thành công đến từ gate này. Và bây giờ exit đã phát hiện đối phương. Vâng, Forest cũng đẩy qua. Exit bị hạ gục. Defoe đang hoàng chạy. Defoe đang chạy rất nhanh. Defoe đang hoàng trốn. Trả lửa đây từ Defoe. Forest đẩy qua. Và bây giờ Forest chết bởi quả lửa của Defoe rồi. Vâng, Defoe xếp thành công khẩu AK trong round đó vừa rồi. Và Nip vẫn có cho mình round thắng thứ 9. Tỷ số là 9-2. Giờ thì anh Viên Team Hell bây giờ sẽ có thêm một round đấu Eco nữa. Giờ thì đang làm đúng đẩy cuối đến với Viên Team Nip. À, Team Hellraiser họ đang tìm một stack để đứng nhìn quả smoke one way. Các bạn thấy cái góc quả smoke one way là rất khó chịu. Tuy nhiên thì Nip họ đang những tình huống kê xa. Lại là một đúng đẩy trong cao đã đến từ cái việc của Team Hellraiser. Còn đang là một đúng đẩy trong cao và Zero chưa có mạng của Exit trong tình huống vừa rồi. Exit bị bắn yếu. Exit đang phải lùi lại. Còn giờ cái việc thì Nip họ đang tràn ra mid rồi. Getline sẽ đối đầu đi Defoe lộ tiếng. Còn bây giờ Getline nằm xuống với Defoe. Một tình huống phân pick có thể nói rất hay của Defoe. Bây giờ Isa sẽ làm gì đây? Isa lộ vị trí rồi. Vâng, Ladder có một người. Và Ladder sẽ làm gì? Có vẻ thì không dám đẩy ra. Giờ thì Defoe đang đẩy vào. Rex lộ chưa? Vâng, Rex nằm xuống bầy Defoe rồi. Tiếp tục đi Isa, kết thúc được Forest. Một round thua rất tai hại. Bây giờ thì Exit, Exit đổi được một mạng của Isa mà thôi. 2v4. Vâng, bây giờ thì Bob. Như vậy thì Exit đeo cùng với Defoe rồi. Khẩu AK là quá tai hại trong tình huống rồi. Và bây giờ thì Defoe có cho mình. Vâng, Defoe có cho mình bao nhiêu mạng đây? 4 mạng. Mạng thứ 4 thành của Defoe cho vừa rồi. Tỷ số là 3-9 anh em Team Hellraiser. Một round thua đến từ Nip lại một lần nữa. Họ để được xếp súng và sau đó thì họ lại để thua. Và với cái round đấu vừa rồi thì Nip họ tặng cho đối phương khá nhiều súng. Giờ thì cái viên của Team Nip mới là người yếu tiền. Đang bắn một UMP45 đến từ vị trí của Forest rồi. Chúng ta cũng xem. Đang phải bắn UMP45. Một tiếng đẩy mid gần. Rồi như vậy lần này thì Raken bị gục. Có vẻ những anh viên của Team Hellraiser họ đang chủ động hơn. Họ sẵn sàng đẩy vào gần. Họ không còn là những tiêu mang xa nữa. Họ không dành cho Raken những khoảng trống để di chuyển nữa. Và giờ Nip sẽ ném quả bom lửa. Họ đang muốn ném quả bom lửa. Nhưng họ sẽ không ném nữa. Bò về bom xe B rồi. Đây sẽ là một tiếng đánh B đến từ cái viên Team Nip. Đánh B. Và Hellraiser họ đang chủ động bắn đến 2B trong round này. Tiếp tục làm dùng setup và smoke ném ra thêm flash nữa. Bây giờ có lửa trả vào. Defoe có được một mạng rồi. Defoe có double kill. Giờ chỉ còn lại bây giờ đó là triple kill cho Defoe. Vâng, Defoe đang chơi game một mình rồi. Forest đổi được mạng rồi. Vâng, Forest nằm xuống với Isa và round thắng thứ tư đã thuộc về cái biển Team Hellraiser. 4-9 dành cho Team Hellraiser. Và giờ đến viên Team Nip họ sẽ có một round eco. Khả năng rất cao tỷ số sẽ là 5-9 anh em viên Team Hellraiser mà thôi. Đây là một round đấu mà các viên Team Nip họ đang bắn với đến 5 khẩu Glock. Rõ ràng là cơ hội cho họ là không còn nhiều trong round lần này. Không có nhiều cơ hội. Đang chuẩn bị muốn trả ra bom xe B. Đây là một tình huống mà Nip họ muốn đặt bom. Họ muốn đặt bom để lấy tiền. Chứ không phải là một tình huống mà Nip họ tính rằng họ sẽ thắng. Chúng ta xem tình huống Bunny rất nhanh từ Exit rồi. Bây giờ thì tràn ra bom xe B, lửa trả vào. Chưa thể làm được bom, đó là một bạn đến từ Zero. Vâng, vẫn chưa thể làm được bom. Bây giờ thì những người đồng đội của anh đều đã nằm xuống rồi. Vâng, cố gắng đặt bom từ cái này. Và bây giờ bom được đặt thành công. Và như vậy anh Việt thì Nip họ đã hoàn thành mục tiêu của mình rồi. Đó là mục tiêu đặt bom. Bây giờ trở lại một player mà thôi. Vâng, Forest. Forest đang nấp nó rất kỹ. Forest không thể làm gì để tình huống xử lý vừa rồi. Cơ hội cho Forest là không có. 5-9 em với viên Team Hellraiser rồi. Tỷ
số là 59. Giờ làm ra full buy đến từ cả hai team. Rõ ràng mục tiêu của team NiP trong giờ rồi họ đã hoàn thành từ. Và bây giờ thì lần này thì Raken bị bắn yếu từ rất sớm. Anh đỏ máu rồi. Và nếu một quả nết ném vào thì Raken sẽ nằm. Chúng ta sẽ xem. Rồi như vậy là Getrai phát hiện ra vị trí vua xích. Lửa được trả vào. Rồi thì Getrai tăng thẳng vào mốc đến từ vị trí Getrai. Rất cục đến từ Getrai. Vâng, Getrai đã có một pha xử lý có thể nói khá hay. Giờ thì Getrai sẽ làm gì đây? Vâng, vua xích đổi vị trí quá nhanh của pha xử lý vừa rồi. Giờ thì Getrai đang bị quay. Chúng ta xem Getrai. Bây giờ thì không phải Getrai mà Rake là người nằm xuống. Getrai vẫn đang còn sống. Vâng, bom thì đang rơi. Một tiếng bom rơi ở cuối rồi. Vâng, vua xích ngay lập tức đổi vị trí. 5 vết 4 dành với viên team Hell Laser. Và giờ thì có vẻ như NiP bọn đang muốn tràn ra bom xe A rồi. Bom đang rơi, họ bắt buộc phải ra. Exit có những tình huống bay nhảy. Rồi chúng ta xem Exit sẽ làm gì đây, có tỏa sáng hay không. Và bắn solo B từ rất xa và bắn 4A đến từ thành viên của team Hell Laser. Bây giờ Exit đang quáng pick rồi. Những pha di chuyển của Exit. Trong bom đang là Deadpock. Một bên Exit nhìn thấy rồi. Đó là mạng dành cho Exit. Deadpock nằm xuống rồi. Tiếp tục Exit có một chút qualify qua thủ. Forest đã gục Isa. Bây giờ Exit di chuyển rất khó chịu. Với Exit bị ao rồi. Getrai cũng đã nằm. Giờ thì Forest sẽ làm gì đây? Hai player đỏ máu và như vậy round thắng thứ 6 sẽ thuộc về anh viên team Hell Laser mà thôi. 6-9 dành cho team Hell Laser. Đó là điều chắc chắn. Raken với 17 máu gần như không cơ hội trong pha xử lý này. Và bây giờ Raken nằm xuống rồi. Vâng, 6-9 dành cho anh viên team Hell Laser. Vâng, trận này over với under là bao nhiêu round đây anh em? Trận này over với under là bao nhiêu round? Vâng, bây giờ cái round pistol này sẽ rất là quan trọng. Quyết định rất nhiều vấn đề của trận đấu. Mình đang buồn ngủ. Chứ buồn gì đây anh em? Khá là nhiều tính chất của trận đấu ngày hôm nay. Vâng, như vậy là trận đấu được bắt đầu rồi, trận đấu được tiếp tục. Và chúng ta sẽ đến những round đấu pistol của trận đấu này. Round đấu pistol. Và NiP họ đang có quyết định. Getrai là người lên kit và lên smoke. Trong khi đó thì 4 người đồng đội của anh sẽ có cho mình 4 cái giáp 1.
Còn với team Hellraiser, họ có một smoke, một lửa, một nếp và một flash đến từ vị trí của Deadpool rồi. Có vẻ những thành viên team Hellraiser họ đang dàn trải đội hình. Họ đang dàn trải đội hình đó hai cuối, hai trong B và một Imid. Một cái đội hình có thể nói là khá là xa nhau ở Ground Pistol này. Khi mà các team họ thường lựa chọn cho mình ở Ground Pistol, nó là những đội hình đi gần nhau để đổi mạng tốc độ cao. Bây giờ họ đang triển khai một đội hình rất xa. Và giờ Nip họ đang ngoài bắn cương. Và giờ thì Draken đang muốn đẩy trong cao. Và chúng ta xem một bạn Draken Zero bị hạ gục một cách dễ dàng. Một viên USB mà thôi. Và giờ thì các viên của team Hellraiser họ mất người từ khá sớm rồi. Angen cũng chỉ còn một máu. Vâng, Angen đấu súng ở mid và chỉ còn một máu. Các viên Hellraiser họ đang gặp rất nhiều khó khăn. Và bây giờ Smoke đang ném ra thêm nét và flash. Rồi thì Exit. Vâng, Exit hạ gục được Isa. Bây giờ thì Exit đối đầu của Six. Draken đẩy thẳng lên. Draken có đông kiểu. Bây giờ thì Draken bị hạ gục bởi Angen rồi. Vâng, Angen một máu và Draken không bắn trúng một viên nào cả. Angen quyết định cầm bom lên khu vực bom xe A, không phải là đứng xuống bom xe B. Và giờ thì Warsick đang đẩy được khu vực cuối rồi. Vị trí đứng khá đẹp đến từ Warsick. Getai sẽ đẩy lên và chúng ta xem Getai. Như vậy Getai, Getai ở Warsick và với một máu thì Angen làm cái gì đây? Vâng, như vậy là Angen nằm xuống và vào round thắng thứ 10 thuộc về các viên của team NIP. 16 anh của team NIP rồi. Những tình huống bắn pistol có thể nói rất tởm đến từ team Nip. Luôn luôn chỉ là một viên đến hai viên mà thôi. Tỷ số là 16 anh cho team Nip. Không, vấn đề mà anh em đang cãi nhau ấy, donate trên Twitch refund được hay không ấy, nó được chính xác là donate bằng PayPal. PayPal thì các bạn sẽ có chế độ có thể refund được. Còn donate bình thường qua những trang Việt Nam thì làm sao mà refund được. Nói chung là tùy vào số tiền, tùy vào mức độ ảnh hưởng của các tổ chức, các bạn có thể gây sức ép để refund được. Tùy thôi. Có thể một số tiền lớn quá, anh em donate một số tiền lớn quá thì khả năng cao là đến lúc mà anh em có thể đòi, có thể liên quan đến các ngân hàng, các tổ chức thì có thể là gây sức ép lên mà anh em có tiếng nói, trọng lượng có thể vẫn refund được. Đó là vấn đề có thể giải quyết được. 16 anh em team NIP. Và bây giờ thì các thành viên của team Deep có một round full bài. Hellraiser cũng vậy. Vâng, chúng ta cùng xem Hellraiser sẽ ném quả smoke gì đây. Một quả smoke ném ra rồi. Đây là quả smoke trong bom. Hai quả smoke tràn ra từ cục ladder. Và như vậy Getlight đang yếu rồi. Getlight vẫn chưa nằm xuống. Đẩy ra Getlight nhảy ngay lát xuống tầng 2. Một bạn đi từ forest. Bom đã thành công. Getlight bị hạ gục rồi. Bây giờ thì Xixit hạ gục một Warsick. Xixit có 5 kill rồi. Bây giờ Xixit có chiếc 1 kill. Deepoke đang trốn đâu. Vâng, đây là một cuộc săn đuổi. Đuổi hình bắt cướp. Và như vậy là forest đem về round thắng thứ 11 cho những viên team Nip sau khi hạ gục Deepoke dễ dàng. 11-6 thành công team NIP. Và giờ thì Hellraiser sẽ có round eco thêm một round nữa. Thắng thế rất cao, tỷ số sẽ là 12-6 mất rồi. Và Hellraiser sẽ có thêm round eco. Các bạn thấy Warsick đang có rất nhiều tiền, 4.800 tiền đến từ vị trí Warsick trong round này. Round sau Warsick sẽ là người bán hòm. Thằng Deepfox ngày xưa là một player chuyên bán hòm của team Hellraiser. Tuy nhiên sau khi có sự có mặt của Warsick thì đã có sự thay đổi. Và giờ thì Getlight đang chọn một cái giải pháp rất bất ngờ. Bắn CZ75 đối đầu với Eco ở trong khu vực ladder. Đẩy lên một mạng đi từ Getlight. Bây giờ thì Getlight có rất nhiều người ở CZ75 rồi. Bắn rất lao đi từ Getlight và xử lý vừa rồi. Chui hẳn lên ladder để bắn nhau địch. Tôi đéo phải tin đâu từ Getlight. Bây giờ Draken đẩy vào và ông Angen. Đó là double kill từ Draken. Bây giờ thì đó là triple kill đi từ Draken. Rõ ràng ở thời điểm hiện tại ở team NIP thì những ngôi sao như Draken hoặc Getlight đang góp một cái vai trò có thể nói là quá quan trọng dành cho các viên team Nip. Draken ở phong độ hiện tại của mình nghĩ rằng phong độ hiện tại của Draken ở Nip đang là cực kỳ tốt, rất bay. Anh bắn khả năng vẩy tâm, độ ổn định cao của mọi thứ đang ở mức rất là hoàn hảo. Còn Getlight thì luôn luôn là một player rất là khó đoán. Một tình huống Getlight các bạn nhìn thấy cầm CZ75 treo lên ladder để bắn nhau với địch, trong tay chỉ có một khẩu CZ75 mà thôi. Rất bất ngờ. Và giờ thì Getlight đã gọi hội rồi. Vâng, bộ đôi Getlight Forest đang ép mid gần. Chúng ta hãy xem
thêm một ông Draken cầm ọc kề chậm vào mid nữa. Vâng, chúng ta có thấy độ cục của team Leaf đang là rất lớn. Một mình exit là người kia cuối mà thôi. Bom xe B vẫn đang được solo bởi có lẽ là Rek. Chính xác, Rek luôn là người solo bom xe B. Tất cả các bom xe B thì Rek đều là người bắn. Đó là điều mọi người thấy. Kể từ khi vào team thì Rek bắn hoàn toàn ở vị trí bom xe B. Giờ thì bắt đầu các thành viên team Hell Laser họ muốn trả cho bom xe A. Getai lại đẩy lên, Getai có đúng không ạ? Vâng, nhặt súng tàm quá và Getai nằm xuống với Zero rồi. Lại là những tình huống đẩy đến từ Getai. Chúng ta lại thấy timing có thể nói rất chuẩn từ Getai, rất khó chịu. Raken hạ gục Zero, Forest có được mạng Raken. Gua Xích đổi mạng rất nhanh, Exit kết thúc đến xả. Giờ trở lại một mình Gua Xích mà thôi. Vâng, Gua Xích lộ vị trí rồi. Bây giờ Gua Xích sẽ đối đầu Exit. Và chúng ta hãy xem, Exit vẫn đang hoang nhá. Thời gian còn khá nhiều được Gua Xích. Gua Xích đã có những tình huống bunny rất hay và chúng ta xử lý được rồi. Bunny và di chuyển về. Bây giờ thì Gua Xích. Vâng, Gua Xích. Bây giờ Gua Xích vẫn đang tình huống nhảy check. Và giờ thì Exit đẩy ra. Vâng, như vậy là Exit kết thúc round đấu với triple kill cho riêng mình. 13-6 anh cho team NIP. Và có vẻ cái trận đấu lại sắp kết thúc rồi. Các thành viên team Hellraiser họ không thể hiện được gì trong round đấu vừa rồi. Và Getai lại một lần nữa, tôi không hiểu tại sao lại có những tình huống đẩy ladder. Timing có thể nói rất chuẩn. Các thành viên của team Hellraiser họ đều ngỡ ngàng với pha xử lý vừa rồi của Getai. 13-6 anh cho team NIP. Vâng, một round phóc bài từ team Hell bây giờ Lục và Giáp. Và giờ thì họ tràn bom xe A. Có lẽ là như vậy. Không phải là cũng tràn bom xe A, chỉ là hai quả smoke ladder vào khu vực tàu giữa tầng 5 và tầng 6 thôi. Để fake đối phương. Họ vẫn đang hâu. Và bây giờ thì set up full bom xe A rồi. Chúng ta được xem anh viên tình nghĩ họ sẽ làm gì đây. Một bạn từ Forest. Getai với P90 hạng Winsa. Double kill, triple kill. Và đó là quả đã kill anh cho Getai. Một tình huống bắn P90 để hốt Eco tuyệt vời từ Getai. Có vẻ như lại một lần nữa Getai đoán được đối phương sẽ có một round phóc bài lục giáp. Và anh quyết định trang bị cho mình một cái khẩu súng rất nhiều đạn. Và với cái khẩu P90 thì Getai có cho mình 4 mạng cách dễ dàng như round vừa rồi. Và Nip có cho mình round thắng thứ 14 trong trận đấu ngày hôm nay. Họ đang đến rất gần với chiến thắng rồi. Và tôi cũng đang đến rất gần với 1 triệu tiếp theo. Hy vọng đang đến quá gần. 14-6 này cho anh viên tình Nip. Và bây giờ thì đẩy thẳng cuối đến từ Exit rồi và chúng ta xem. Vâng, bây giờ có flash để trả ra. Exit sẽ làm gì đây? Một tiếng đẩy cuối xong Exit quyết định đi về. Các bạn có thấy đoạn đối phương rồi. Rek đẩy vào smoke và bị gục bởi Nip bốc dễ dàng. Bây giờ thì Draken có mặt để đổi mạng thành công. Vẫn đang làm tiếng 4v4 nữa. Giờ thì team Nip vọng bách về bắn 2 trong side B. Họ giữ hai người A và Getai vẫn đang giữ cùng ladder. Và với vị trí này thì Getai sẽ có rất nhiều thông tin. Giờ thì có đẩy lên một lần nữa hay không? Tôi sẽ chuyển sang góc máy của Getai. P90 vẫn P90 từ Getai. Rất khó chịu và các bạn để thấy với góc đứng này của Getai thì chắc chắn các thành viên của team Hellraiser họ sẽ không xuống ladder và họ bách vào bom xe A rất khó. Họ bắt buộc phải đánh B mà thôi. Giờ thì Isa đang kê móc sau hai lần bị đối phương đẩy lên ladder thì giờ Isa đang rất từ tốn, kê rất chỉ. Không phải là những tình huống bị chú tâm ở những vị trí khác nữa. Getai đối đầu Isa và bây giờ Getai nhìn đối phương rồi. Bây giờ Getai bắn yếu Isa không? Như vậy chưa bắn yếu, vẫn đang rất khó chịu. Bây giờ đục thêm. Vâng, chưa có mạng từ Getai. Đang làm tiếng bắn hai drop. Bây giờ thì Exit hạ gục Isa và tiếng bắn lỗi từ Isa. Và giờ thì Exit nằm xuống ngay với Angen. Getai bị quay rồi. Bây giờ chúng ta xem Getai nằm xuống với Deepfog 2v3. Bom được tràn ra bom xe A. Raken cần phải đúng xử lý tốt cho pha xử lý này. Bây giờ chúng ta Raken lộ vị trí. Forest đang di chuyển một con đường khá là hay. Và chúng ta xem Forest sẽ làm gì. Bây giờ Forest bắn đi. Và Forest có được một mạng rồi. 2v2. Vẫn đang rất khó chịu từ vị trí của Forest. Forest đang đối đầu với Angen. Bây giờ thì Forest đang có những thùng nhà check. Vâng, Forest phát hiện ra player và double kill cho Forest rồi. Vâng, smoke ném vào trong bom. Còn smoke khá kín. Và Raken vẫn đang cố gắng. Và chúng ta xem Gua Xích bắn off. Raken có thể lựa chọn giải pháp an toàn hơn. Gỡ bom luôn đến Raken chẳng. Bây giờ gỡ fake một nhịp. Raken vẫn đang màu mè quá. Gỡ được bom luôn. Có kit cơ mà. Và bây giờ Raken gỡ fake thêm một nhịp nữa. Và bây giờ như vậy Raken xử lý rất cẩn thận trong quả xử lý vừa rồi các bạn thấy. Rõ ràng Raken có thể đặt kit và gỡ luôn trong quả sống mốc này. Khả năng đối phương bắn chúng anh là không cao khi mà Gua Xích là người bắn off. Nhưng Raken có đến 3 nhịp gỡ fake. Xử lý rất an toàn và round thắng thứ 15 đã thuộc về biển team NIP rồi.
15-6 dành cho các viện team NIP. Và bây giờ Draken đang ung dung đẩy mid gần, rất cục đến từ Draken. Các bạn có thấy rõ ràng là Draken thời điểm hiện tại đang bắn rất tự tin, anh sẵn sàng cầm vào đẩy. Và bây giờ Draken phát hiện đối phương rồi, một mạng đến từ Draken quá là nhẹ nhàng. Bây giờ thì Draken, ui dồi ôi, bắn cái mấy thằng kia đái hết quần rồi. Get Ryan nằm xuống, Isa có được một mạng, Draken có double kill, 3v3 bom đang rơi. Và bây giờ thì đó là triple kill cho Draken rồi. Và cuối cùng thì Forest kết thúc round đấu khi hạ gục Isa. Và như vậy các viên team NIP họ lại chiến thắng dễ dàng map thiếu thứ hai với tỷ số 10-6. Và chúng ta lại chuẩn bị chờ, vâng, chờ một tình huống donate nữa.